chuyện nào anh nấu đi em biết. Ông kia em sắc dùm ổng mấy cái món này nè cả nhà. Không biết làm món ốc gì mà thấy sắc tỏ nó quá trời. Sắc luôn đi. Cười cái cục cực. Mặt làm gì e thẹn quá vậy. Sắc gừng sắc xả quá trời nè cả nhà ơi. Hay là anh nấu gừng chim xả. Nấu lẩu. Lẩu hả? Nói chứ ngồi anh nấu đi rồi vợ biết à. Bây giờ Huy sẽ đổ sa tế nha cả nhà. Đúng rồi. Thơm quá anh đưa rồi. Móc cho anh dính hết rồi. Huy sẽ cho muỗng cà no nha cả nhà. Đây là một muỗng đường nhỏ. Một ít nước mắm. Xí bột ngọt nè. Chín chưa? Chưa. Nhưng mùi thơm này nó nha. Ốc mình ngon nha. Bây giờ mình sẽ đậy khoảng tầm chừng 5 đến 6 phút gì đó. Mình sẽ lấy ra ăn nha cả nhà. Giờ ngồi chờ thôi. Thơm quá trời. Hello, xin chào cả nhà. Lại là Huy đây, thì hai chồng Huy xin chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ và an lành luôn nha. Mời cả nhà ăn ốc với gia đình em nha. Hai chồng em chứ. Hai chồng Huy cũng mời cả nhà ăn ốc chung với hai đứa nha. Bữa nay ổng làm món ốc sa tế này, ổng đãi em nè cả nhà.
Ông nói để ông làm món lạ chứ không gạn luộc hoài. Ngán rồi. Đây là cái món ốc bu xào sa tế nha cả nhà. Ngon quá, ngon quá cả nhà ơi. Đây là cái món mà hồi xưa Huy với mấy thằng bạn nhậu trong bộ đội hay làm á cả nhà. Rồi bây giờ nghỉ nhậu rồi xoay qua nấu cho thằng vợ Huy ăn luôn. Ốc này ngâm mấy bữa cả nhà, nên nó sạch trơn. Giờ húp nước nó mới ngon, mới ngọt. Thì cái vị cay cay của sa tế này cả nhà, rồi thêm mùi thơm của sả gừng với tỏi hành đó cả nhà. Cái món này là đáng lẽ ăn với nước mắm gừng đó cả nhà, mà nãy vợ Huy á bà tự chế luôn, bà làm cái gì nước mắm gì nước mắm ăn hải sản cả nhà. Không phải nước muối xanh đó, muối ớt xanh nè cả nhà, đúng không mà. Em làm nước mắm ớt ớt xanh này là ngon nhất ở cả nhà. Chứ đừng chê, anh ăn nước rồi, nãy chị khen ngon á. Trong này có, trong ớt xanh này có gia vị gì đâu, bây giờ nói cho cả nhà xem nghe chứ. Thì lá chanh nè, rồi sữa đặc. Rồi đặc biệt là làm bằng muối nha, anh đừng bỏ mắm nha. Làm bằng muối á. Rồi bột ngọt. Mấy muỗng đường. Rồi mình đi mình xấy lên, xay lên. Ớt xanh nha cả nhà. Rồi xay lên là thành đó, ngon rồi đó. Nãy thì em lượng là hai muỗng sữa đặc, hai muỗng muối nhỏ, rồi thêm một muỗng bột ngọt, bốn muỗng đường, ngon không vậy? Ba trái ớt, năm lá chanh, ngon ghê cả nhà. Nước mắm cũng ngon mà ốc cũng ngon đó, ông làm món ốc này ngon nè. Hồi đó lúc mà anh đi hội đội xong rồi sức ngủ về đó, cái mấy bạn nhậu hay tụ tập lại, cái tụi nó thì cứ như nó muốn làm cho nhanh gọn, nó bắt đầu là nó luộc ốc này nè cả nhà, luộc sơ qua bằng cho cái mày ốc nó văng ra nặng khi mà mình xào sa tế này nó ngon. Nhưng mà tại vì nãy hai chồng cũng rảnh nên là khi kêu vợ Huy là thôi mình đừng có luộc trước, nó không ngon. Hai đứa ngồi tách mài của ốc ra đó để giữ lại cái độ ngọt của con ốc thì nó ngon hơn. Ngon thiệt á, ngon quá anh. Này có ớt tím rồi nè, tím điện tìm sim. Nước ốc nó nha, nó ngon hả, nó ngon. Cả nhà bữa nào làm thử món này ngon hơn cả nhà. Ốc này thì vớt ngoài vườn cả nhà, không có mua. Do nãy trong nhà ồn quá rồi lúc quay á không có nói chuyện nhiều được nha cả nhà. Anh ồn với lại tạp âm á, nhạc hát sập sình nên không có nói chuyện được. Ê món này mà nhậu chắc hao bia lắm á. Mấy thằng đó nó phải nhậu rượu trắng. Nãy giờ anh nghỉ nhậu rồi. Nãy bé ngựa nụ nó ăn nó cũng thấy ngon. Cái này là nó cũng chưa cay lắm rồi. Anh sợ em ăn cay không được nhiều á. Thôi gì được rồi. Anh bỏ con hủ sa tế. Chứ thường hồi đợt anh làm chung với mấy bạn bộ đội ăn là một dĩa bên lớn là phải bỏ hai hủ sa tế. Ăn cái miệng dính sa tế anh luôn. Nước nó mới ngọt, rồi hấp nước ngon. Qua mùa dịch này em mập lên 8kg rồi cả nhà. Ăn rồi nậm không à. Mà công nhận cái ớt xanh này của vợ làm ngon quá. Anh chưa biết làm cái này nè. Ngon quá. Chấm cơm nữa, cơm tép nữa. Mắc cười lắm, hồi lúc đi nhậu với mấy đứa bạn qua đội á, trong khi đâu có cái ốc này đâu. Không có ốc đèn, ốc bùn đèn rồi đâu cả nhà. Ốc bùn à. Ốc bùn vàng. Bắt lên cái đi ra đồng á, mấy anh em xúm lại bắt đầu nó kêu Huy làm món này luôn nè, ốc bu vàng á. Cường chết gì cay đó, anh nó không cay. Ớt nè, ớt xanh nè,
có. Nhà ở gần nhau không, mình nên nói chuyện gì ghé chân cả nhà. Ngon quá cả nhà ơi, nước nó ngọt ngay, thật là đã đời đó. Múc những nước chít vô húp, nó đã thơm mùi xả kia ha. Ấm này nhỏ nhỏ ha, vừa ăn vừa ăn. Ông nói gần này nhớ má rồi. Ê, lấy cái khác. Nói gần này nhớ má, làm nước rồi cho má uống, má nó vừa ăn. Mời cả nhà ăn thêm với hai đứa này cả nhà, ngon lắm cả nhà ơi. Bữa nào làm ăn thử đi cả nhà, hết dịch mình làm ăn thử đi cả nhà, làm ăn thử đi cả nhà, ngon lắm. Này mình cái bánh mì này cũng ngon. À sẵn tiện đây nữa quên nữa, hai chồng Huy cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. À, hiện tại là cái kênh của Huy nó được 29.900 mấy người đó, là còn mấy mươi người là được 30.000 lượt đăng ký à. Đăng ký rồi đó cả nhà, cảm ơn cả nhà nhiều nha, mong đã luôn thương ủng hộ kênh hai đứa, mong các cô chú anh chị tiếp tục chia sẻ ủng hộ hai đứa cả nhà, để hai đứa có động lực làm nhiều video mà qua dịch mới đi được chứ anh giờ dịch cả nhà không. Ngon quá cả nhà ơi, hồi nãy em mới nổ mắc cự. Ta ăn hai con nó trời ngon nhưng mà cay quá rồi. Anh thấy có cay nè. Nghe chưa, nghe cả nhà. Là thôi, là cái em giật mình luôn. Rồi thôi hai chồng đi ăn tiếp nha cả nhà. À, hai đứa xin tạm ngừng video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn thương ủng hộ kênh cho hai đứa. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cả nhà. Dính cân ghi trên mặt. Bye bye cả nhà. Là những đẳng thấy cưng quá.